Chào tất cả các bạn, mình là Tới Tiền Tê đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm cái con ốc sên cách thứ hai nha. Ốc sên bằng lá dừa như thế này đây. Đó, rất là đơn giản nha. Thì công cụ mình làm thì cần có cây bấm nè, cây kéo và một cọng lá dừa. Bây giờ mình sẽ tước cọng lá dừa này ra. Đó. Rồi, mình sẽ tước ra được như thế này. Thì cái đầu đuôi này mình cắt nha. Đó. Mình chỉ lấy một mình lấy chỉ một cọng thôi nha. Một cọng gì thôi. Vậy nè. Đó. Thì mình lấy cọng này nè. Mình sẽ quấn nha. Đầu này nè. Mình sẽ tạo cái điểm quấn như gì. Đó. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ vòng. Đây. Đó, mình vòng mình được cái gì nè. Mình vòng thêm một vòng nữa. Đây. Đó, được cái gì. Rồi mình sẽ bẻ gì sau nè. Đó, mình sẽ bẻ gì trước nè. Mình sẽ xỏ lên đây nè. Đó, mình sẽ đựng gì. Rồi, thì cũng đơn giản à. Đựng gì mình lấy cái bấm mình sẽ bấm vô. Đó. Có thể sao này nó chưa ấy thì mình ghim lại cho cứng vô. Đó. Cơ bản là đựng gì. Thì mình sẽ đây nè, mình sẽ lấy cây kéo này nè. Mình sẽ cắt từ trong đây mình sẽ cắt ra. Đó gì nè. Đó tạo cho cái gâu đó. Bên đây cũng vậy luôn. Trong đây sẽ cắt ra. Mình sẽ kéo ra chỗ gấu dựng lên đó, này gấu như con mắt đó. Rồi đó, mình đã được con ốc sên như thế này, rất là đơn giản. Rồi mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha, cảm ơn mọi người.